Chào các bạn, chào bà con đang đến với kênh Thú Vị Cà Mau. Giờ này thì nó cũng chiều rồi các bạn ơi. Mình đi ra mình cái bờ cỏ này, rồi mình quay lại cho các bạn xem. Nhưng bữa nay mình không có nói về cỏ vô lùng nha các bạn. Đó thì như các bạn cũng đã thấy đó, cái đám cỏ vô lùng của mình bây giờ nó cũng dữ lắm rồi các bạn. Không gài mình không có bẻ cỏ nữa. Nhưng mà hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là cái cây trồng mới mà mình cũng mới trồng đây có chắc khoảng 2 tháng gì rồi các bạn. Đó là cây mai vàng đó các bạn. Là mình được cái bờ nè, cái bờ hôm mọi lần mình tính trồng cỏ thêm nè. Nhưng mà mình đã mua được mấy chục cây mai, cái gốc mai con đó các bạn. Nhưng mà mai này là người ta đem xuống tới đất mũi của mình là người ta quấn rễ các bạn ơi. Nghe mấy anh em ở trên mạng là nói là mai quấn rễ trồng nó lâu phát lắm các bạn. Thì bữa nay sẵn rảnh thì mình sẽ quay lại cho các bạn và bà con ai mà có yêu thích mai vàng á thì xem đấy mà chia sẻ kinh nghiệm với nhau nha các bạn. Mình thì mới trồng đây thôi chứ mình về cái mai này là hồi trước tới giờ thì mình không có chưa có trồng một cây nào hết trơn các bạn ơi. Nhưng mà hôm nay mình sẽ quay mình chia sẻ với các bạn về cái cây mai vàng này mình đã trồng ra làm sao và nó đúng nó sai như thế nào. Rồi mời các bạn xem nha. Trước tiên là mình nói về cái cây giống. Thì ở đây mình mua giống dưới ghe ở vùng trên người ta chở xuống đó các bạn. Đó là người ta đã thắt cái rễ lại các bạn. Cho nên là cây mai mình nó lâu phát lắm. Mình cũng nghe anh em đã đi trước là đã nói đó. Nhưng mà đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình trồng cây mai này hình như nó thưa quá các bạn ơi. Tại vì là ở đây mình trồng tới 2 mét mấy một gốc luôn các bạn. Đó là cái thứ hai là nó thưa quá. Cái thứ ba nữa thì cái cây mai này người ta bán, người ta đem xuống tới với mình hình như nó già tháng quá rồi. Cho nên là cái cây mai cái tàn nó lên khoảng cây mai cái tàn cái từ dưới gốc lên nó khoảng 4 tấc 5 tấc rồi nó mới có nhánh ra nha các bạn. Mình không có biết. Nghe anh em mọi người nói thì mua về trồng đại tới chừng lớn thì bán, nhưng mà không phải các bạn. Bây giờ mình phải tạo tàn, tạo tán cho nó. Rồi mới có thể là bán đồ này nọ được. Chứ còn nếu mà cái gốc mà lên 4-5 tấc rồi nó mới có nhánh, mà cái nhánh nó cũng chưa chắc đẹp nữa. Cho nên nó là hôm rồi mình cách đây cũng cả tuần nữa các bạn. Mình cắt cái đọt nó nè các bạn. Này các bạn nhìn thấy không? Bữa nay thì nó lú ra được vài lá rồi đó các bạn. Vài mầm rồi nè. Đó. Thì cái này mình cũng mới học trên mạng thôi. Nhưng mà mình sẽ chia sẻ thực tế với các bạn xem thôi, chứ mình không phải là chỉ nghe các bạn. Tại vì cái này mình cũng mới biết thôi. Nhưng mà mình làm theo cái anh ở trên mạng là mình thấy nó hiệu quả rồi. Bữa nay mình chia sẻ lại cho các bạn xem. Là mình cắt cái này nè, từ dưới gốc lên là mình chừa lại là khoảng một tấc hoặc hai tấc gì đó tùy theo mình thích nghe các bạn. Theo nhiều người chia sẻ thì ở dưới lên khoảng 7 phân đến 10 phân. Nhưng mà mình thì cái cây nào mà thấy nó êm thì mình sẽ cắt dài, còn nếu không êm thì cắt ngắn chút nghe các bạn. Mình cắt như vậy là cái gốc nó sẽ bự ra, cái gốc nó sẽ lớn ra, với lại là mình sẽ những cái mầm này nè sau này nó sẽ lên đọt,
rồi mình sẽ lựa lại những cái đợt đó để mình tạo tàng cho nó nghe không bạn. Chứ mai mà mai nhà mình ương á thì mình trồng sớm á thì nó không có rụng lá chân các bạn, nó sẽ có nhánh chân. Còn những người mà người ta vô bầu người ta để gạp quá thì những cái nhánh chân nó ra không có được các bạn, còn lá chân này nọ nó rụng hết trơn à. Đó là cái thứ ba. Đó, cái thứ tư nữa là mình mua cái mai giống ở cái mai giống mà ở dưới ghe người ta chở xuống người ta bán á, thì mình cũng cũng không có biết là cái nguồn gốc cái mai nó bao nhiêu bông bao nhiêu ấy các bạn, cái giống mai gì mình tới giờ mình cũng còn chưa biết. Cái mai nó mai vàng nhưng mà nó nhiều loại mai nha các bạn, cúc gì tùm lum hết trơn, mà cho nên là mình mua dưới ghe là nó không có nguồn gốc, không rõ nguồn gốc thì mình cũng hơi hồi hộp nha các bạn. Nhưng mà trước tiên mình phải tạo dáng cho nó đẹp đi, rồi mai mốt mình tính sao. Chứ giờ mà để mà về mà trồng luôn á thì mình thấy cây mai ở dưới ghe này là không đẹp nha các bạn, cho nên bây giờ là mình cắt, mình cầm kéo mình cắt là mấy chục cây mai này là mình cũng sốt ruột lắm các bạn. Cây mai mà mình mua mà mình trồng mình thương nó mà mình cắt bỏ xuống là bỏ hết luôn. Đây như thí dụ như cây mai này nè, ví dụ như cái cây này là mình cắt mình bỏ một khúc bay ra đây nè các bạn, khúc này lên nó khoảng 4 tấc đó các bạn, nhưng mà mình cắt bỏ hết. Cái nhánh mai ở trên đọt nhìn xuống nè các bạn, thấy nó có cái gì đâu. Rồi cái cây này lớn lên là làm sao mà đẹp được, cho nên bây giờ mình cắt mình tạo tán cho nó các bạn. Đó. À, cỏ dại này thì mình cũng có mới làm sơ sơ, mà cái vùng này quá trời cỏ dại các bạn. Mai còn nhỏ thì mình không có dám xịt thuốc nữa. Cho nên bây giờ mình cứ nhổ lần 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 vậy thôi. Đó là những điều mà mình mới trồng mai là mình biết được cái gì rồi mình chia sẻ lại cho các bạn. Rồi mai mốt mình sẽ quay lại cái đám mai này. Rồi cái thứ năm nữa là những cái khoảng trống mà mình nói là nó thưa quá nè. Bây giờ mình đang phân vân là mình sẽ trồng thêm cái gánh này. Trồng thêm cái gánh này là một hàng nữa các bạn, gánh ngang gánh dọc mình trồng thêm một hàng nữa. Mà mình trồng so le nó các bạn. Chứ bây giờ để mà thưa quá gì thì nó mất đất nhiều quá các bạn. Những cây mai mà mình cắt thì bữa nay nó cũng đâm chồi hết trơn. Có những cây nó đâm đâm chồi lớn, còn những cây nó đâm chồi nhỏ 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 gì nữa các bạn. Gì nè. Còn cái cách mà để mà cắt cây mai này á, thì anh em trên mạng cũng đã chia sẻ hết rồi. Mình không có cái trình độ để mình chia sẻ các bạn, các bạn tự tìm hiểu giúp mình nha. Còn nếu bạn nào muốn mình chia sẻ luôn á thì các bạn cứ nghe nha. Cái cây mai này nè, nó có cái mắt, nó có những cái mục mà nó sẽ ra chồi đó. Đó, anh em người ta chỉ là cắt ở trên này nữa các bạn, cách cách cái mục đó là khoảng 3 tới 5 ly nha các bạn, 3 tới 5 ly 7 ly cũng được các bạn, tùy theo cái kéo mình bén hơn bén các bạn. Mình cắt gần á thì nó sẽ mau lành cái chỗ mình cắt, cái thẹo mình cắt nha các bạn, còn nếu mình cắt xa thì nó sẽ lâu lành đó. Thì hôm nay mình quay lại cái đám mai của mình mới trồng đó, mình chia sẻ với các bạn và bà con. Các bạn nào mà có thích cái việc trồng mai này thì cho mình một like và một lượt đăng ký để mình có động lực lực mình quay lại cái những cái clip tiếp theo nha các bạn. Mình sẽ quay cái đám mai này khi
khi nào mình làm cái động tác gì đó tác động lên cây mai này thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem vô phân hoặc là thế này thế nọ thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Còn những cái kiến thức mà trồng mai á thì mình cũng chỉ tìm hiểu ở chỗ này chỗ nọ thôi các bạn ơi, chứ còn kinh nghiệm trồng mai thì mình chưa biết nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ cái kênh Thú Vị Cà Mau của mình nha các bạn. Hôm qua thì có một sự kiện mà người ta chạy marathon ở đất mũi, mình cũng ở đất mũi các bạn, nhưng mà về cái mảng mà du lịch rồi sự kiện này nọ mình không có gành mấy các bạn, cho nên mình không có quay. Đáng lẽ ra mình ở đất mũi thì mình phải có một clip để mà quay, nhưng mà về cái mảng du lịch sự kiện này nọ mình không có biết các bạn, cho nên mình không có quay. Bây giờ thì mình xin tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.